chương trình các chuyến hành hương thánh năm 2023, đặc biệt có thánh lễ, có bí tích giải tội và chữa lành trong các ngày hành hương. Tour 1, lòng Chúa thương xót Đức Mẹ Medjugorje, thăm 6 nước Đông Âu, Ba Lan, tiểu khắc Áo, Hung Gia Lợi, Croatia, Bosnia từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2023, giá chỉ có 4.950 đồng. Trà linh hương, linh mục Joseph Nguyễn Đức Dũng. Đền thờ lòng Chúa thương xót Shrine of Divine Mercy, viếng nguyện đường cùng thánh tích của nữ thánh Faustina, viếng thánh địa linh thiêng Medjugorje, nơi Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Mimi Đinh 714-722-3388, email hanhhuong.tinhtam@gmail.com, website vietcatholicchua.com.